À, như vậy chúng ta bây giờ đến dây công đoạn đấu ghép. Đây chúng ta là kéo từ trên dây xuống ở bên dưới bên dưới ở đấy rồi đấy, bên dưới chế bàn phím đấy, chúng tôi cắt lại để mà lấy múi. Cắt cái tay vào lấy múi. Cái này những người yêu cầu tôi làm từ từ để đấy, làm vừa quay để cho họ họ làm vậy, cho nên tôi làm từ từ vừa làm vừa quay, bạn thông cảm. Có thể người nào biết rồi thì hoặc làm được rồi thì thôi, còn người nào chưa ấy thì có thể cứ làm thế thôi theo công việc. Còn người nào tức cứ nhận comment lung tung cái đó thì cũng không được ích gì. Còn tôi thì vô tư, bởi vì tôi ăn rồi suốt ngày đi thể dục thể thao, buổi chiều thì nói chung ở chỗ nào cũng vậy, chỗ ấy thì nhiều thành phần con nít thanh niên thì nhiều, rồi là tuổi vua tuổi trung thì có, ăn nói mất dạy thì chúng tôi cũng ấy cũng nói vậy thôi, nói chung là cũng nói lung tung thế thôi. Thường thường tôi thì không hay gây chuyện, cho nên họ gây chuyện là tôi ấy, với đối với tôi thì bình thường không có gì, tôi cũng comment cho mọi người vậy thôi, họ sao tôi ấy gọi là khoát nước theo mưa, cho nên là tôi hay comment mất đấy lắm, bởi vì là sống môi trường quen rồi. Nói chung là các cái chỗ ấy thì không nói thì không được, không chửi cha nhau thì không. Đây chúng ta lấy múi như vậy đó. Nhiều người cũng nói là tôi hay mặc quần dài vào, các bạn thông cảm, bởi vì đây nhà nhà tôi đất tôi, nên là cái gì tôi hầu như là ở nhà làm ở nhà hết, cho nên là việc tôi mặc quần dài áo dài thì tôi ít khi là có đi ra ngoài thôi, chứ còn nữa là uống rượu hoặc là đi chơi gì vậy thôi. Còn lứa này ở nhà thì cái xà lòn vậy thôi, công việc làm vậy thôi.
Đấy, trong quá trình tôi nối lại được. Đây đây, những dây này chúng tôi không cần phải hàn vào, màu dây cũng không cần còn như vậy. Chúng ta chỉ đấu cho đúng, để đọc chỉ tiêu ở trên cuộn dây của nó là cho đúng, là chúng ta đấu trúng ngay. Để ở bên trên là xanh vàng trắng, xanh 1, vàng 2, trắng 3. Thì chúng ta đấu vào 3 số đây, nó tương ứng với đen, xanh và trắng này. Còn cái này thì ở bên dưới cuộn cũ 5 giây, 4 giây, còn cuộn mới 5 giây. Cái ấy tủ nằm ở trên, còn cái này tủ mình đưa xuống dưới. Đây là thêm 1 giây. Cái tủ thì ở đây. Như vậy thì chúng ta như thế này. Bây giờ chúng ta đấu đúng rồi. Đấy, cái này thì là dây tủ. Còn tôi thì đấy. Chúng ta cắt và đấu thôi, đấu cho đúng rồi. Đó. Cái này đấu sẵn đấy rồi. Dây này dây nguồn tụ. Đây, dây nguồn đây, nhớ dây này. Dạ, nó cứng quá. Đấy, như này chúng ta tụ nó đấu vào đây. Đấy. Chúng ta thử chạy như thế nào. Đấy, các bạn thấy đấy, chạy vi vu đâu ấy. Đấy, chạy nhanh nhẹn rồi. Đây, chúng ta tiến hành ấy thôi, buộc lại thôi. Cái này vô thì không ấy nữa. Đây chúng ta tiến hành lồng ống vào. Đấy chúng ta lồng vào thôi. Cái này vô thì các bạn cứ ấy thôi, cứ làm cắt xong. Đấy. Còn cái này có lọt. Đây này. Thế là xong, chúng ta chỉ có vít lại là thôi. Đấy, thế chúng tôi đã hướng dẫn các bạn hoàn thành xong đấu ghép một cái quạt thông thường. Đấy, chúng ta giờ bây giờ bật cái này vào thôi.
gắn kết thân với trục năng. Vâng, như vậy tôi đã gắn kết xong. Đưa cái này vào nữa là được. Đây à. Bây giờ chúng tôi thử điện đó. Cho nó chạy như thế nào. Các bạn thông cảm, tôi vừa làm vừa trông con. Cho nên có gì sai sót xin các bạn thông cảm. Đấy, thế là quạt là được đấy.